Tiếp bước trên chặng đường tuệ giác, đâu khó có an viên mùa 3 sẽ vẫn là những giải đáp về kiến thức Phật giáo, về sự tu tập, hành trì. Là câu trả lời hiểu biết về văn hóa, tín ngưỡng dân gian, là phương hướng cho những băn khoăn giữa việc nên hay không nên trong những vấn đề tâm linh, nghỉ lễ. Nhưng sẽ là một đâu khó có an viên rất khác, bởi sâu sắc hơn. Tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên thì Phật giáo cũng luôn luôn là đồng hành cùng với các cái thói quen phong tục tập quán tốt đẹp của người dân. Thiết thực, hình ảnh cho đi là một cách dễ tạo phúc nhất để tiến tới con đường tu nhân học Phật. Trẻ trung, để bề ngoài không hẳn là ta trở nên như hoa hậu, hoặc là ta trở nên một cái gì đó như một nam vương, nhưng mà cái vẻ đẹp đó làm cho người khác nhìn mình một cách thiện cảm. Dí dỏm, cũng thanh thoại mọi sự rất đối. Và cũng đầy nhân văn. Còn nói về phong thủy, chúng ta có thể chọn rất nhiều hướng, nhưng chúng ta hãy chọn một cái hướng mà cái hướng này sẽ đem lại lợi ích cho tất cả chúng ta, đấy là hướng thiện. Hãy cùng đón xem Đâu Khó Có An Viên mùa 3 phát sóng vào 20:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh B Channel BTV9. Đâu Khó Có An Viên, nơi khởi nguồn tuệ giác.